chiều qua Hà Nội có trận mưa tháng 3 lớn nhất trong vòng 50 năm. Chiều mùng 3 tháng 3, tại Hà Nội đã xảy ra trận mưa rất lớn với lượng mưa từ 40 đến 60mm một giờ. Đây là lượng mưa lớn nhất vào tháng 3 tại Hà Nội trong khoảng 50 năm qua, kể từ năm 1971 đến nay. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối ngày mùng 2 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020, tại 7 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La đã xảy ra dông, lốc, sét và mưa đá. Một số khu vực có mưa lớn như Hòa Bình 76mm, Bắc Mê, Hà Giang 99mm, Nguyên Bình Cao Bằng 62mm, Xím Vàng Sơn La 53mm, Láng Hà Nội 139mm, Hoài Đức Hà Nội 101mm, Chí Linh Hải Dương 98mm, Nho Quan Ninh Bình 66mm, Cẩm Thủy Thanh Hóa 62mm. Đặc biệt tại Hà Nội, chiều ngày 3 tháng 3 đã xảy ra mưa lớn với lượng mưa từ 40 đến 60mm một giờ, lượng mưa lớn nhất vào tháng 3 tại Hà Nội trong khoảng 50 năm qua, kể từ năm 1971 đến nay. Ngoài ra, tại Bản Mong, xã Song Pè, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận lũ quét cục bộ vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng trận lũ quét đã cuốn trôi 183 con gia súc, gia cầm. Theo báo cáo nhanh của 7 tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La cập nhật tình hình thiệt hại do dông, lốc sét và mưa đá từ tối ngày 2 tháng 3 đến 5 giờ ngày 4 tháng 3 như sau. Có một người chết, anh LMS, sinh năm 1994, trú xã Sủng Thái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, chết do bị điện giật. 16 người bị thương, Yên Bái 6 người, Hà Giang 10 người. Ngoài ra, mưa dông còn làm 351 nhà bị sập, 5.218 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 22 điểm trường và 7 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, 1 cầu giao thông bị cuốn trôi, 34 cột điện bị gãy đổ, 412,3 hectare lúa, 390 hectare hoa màu, 90,0 hectare cây trồng lâu năm, 27,8 hectare cây trồng hàng năm, 352 hectare cây ăn quả, 18 hectare rừng thông, keo bị thiệt hại, 106 con gia súc và 77 con gia cầm bị lũ cuốn trôi. Vì sao mưa đá thường xảy ra vào mùa xuân? Lý giải về hiện tượng này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mưa đá hình thành bên trong những đám mây đối lưu, bao gồm các hạt băng có kích thước khác nhau. Hầu hết vùng miền ở nước ta đều nằm trong khu vực bán sơn địa, miền Bắc lại thường phải chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh tràn về kết hợp với gió hội tụ Tây Nam trên cao, chính sự kết hợp này hình thành nên mưa đá. Hiện tượng mưa đá cũng thường xuyên xuất hiện trong các tháng chuyển tiếp giữa thời tiết lạnh sang nóng hoặc ngược lại. Các tháng này thường có sự giao tranh mãnh liệt giữa các phân tử ở hai khối không khí có bản chất trái ngược nhau. Chính sự giao tranh này tạo nên những vùng đối lưu rất mạnh, gây mưa rào và dông kèm theo mưa đá. Những ngày cuối tháng 2, miền Bắc đã đón một đợt nắng ấm lên đến 27 đến 29 độ C, một số thời điểm oi nóng như mùa hè. Vì vậy, khi có tác động của không khí lạnh mang theo hơi ẩm tràn xuống đột ngột, khu vực xảy ra hiện tượng mưa dông, sấm chớp và một số nơi xảy ra mưa đá. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.